Xin kính chào quý vị, xin mời quý vị đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024 được cập nhật hàng ngày trên báo Công Thương. Hôm nay, giá vàng trong nước tăng mạnh hơn 1 triệu đồng một lượng, vượt ngưỡng 75 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng SJC tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch mức 71,10 đến 74,95 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Còn tại Bảo Tín Mệnh Hải, vàng đang được giao dịch ở mức 71,1 đến 75,4 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng 4 số 9 hôm nay được Doji niêm yết ở mức 72,0 triệu đồng một lượng mua vào và 75,0 triệu đồng một lượng bán ra. Tại công ty vàng bạc đá quý Mỹ Hồng, thương hiệu này niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 72 đến 75 triệu đồng một lượng. Cùng xu hướng, vàng miếng phú quý SJC đang thu mua với giá 71 triệu đồng một lượng và bán ra mức 75 triệu đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với dạng sáng qua. Giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới đứng quanh ngưỡng 2067 đô la Mỹ một ounce. Vàng giao tháng 2 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2079 đô la Mỹ một ounce, vàng thế giới cao hơn 243 đô la Mỹ một ounce, tương đương 13,3% so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng có giá 61,6 triệu đồng một lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,4 triệu đồng một lượng so với giá vàng trong nước.